Giữa lúc tin đồn Hồ Văn Cường bị bạo hành rầm rộ, anh họ của cô ca sĩ Phi Nhung lên tiếng nói một câu rõ thái độ. Người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát. Cường nói em nhiều bài tập để chuẩn bị đi thi. Em không đi hát được. Thế là có một ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường. Câu nói của Bảo Thùy trở thành tâm điểm trên mạng xã hội suốt tối qua đến hiện tại. Hầu ồn ào cạt xê, Bảo Thùy chính là người đứng ra hỗ trợ con nuôi của ca sĩ Phi Nhung trong cuộc sống đến công việc. Giữa lúc dư luận còn đang mở cuộc khẩu chiến nảy lửa, sáng ngày 27 tháng 10 giờ Việt Nam, anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có động thái gây chú ý. Từ Mỹ, người này đăng tải bức ảnh cùng Wendy Phạm mỉm cười khi đưa di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung đi du lịch. Người này viết rằng, hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là gia đình chúng tôi mong muốn. Cần gì gia đình chúng tôi lên tiếng Wendy Phạm. Lần này đi cùng giống lần trước nhưng lại thiếu sự hiện diện của một người. Mặc dù không nhắc trực tiếp đến sự việc gì, nhưng dân tình đoán anh họ của ca sĩ Phi Nhung không muốn gia đình và đặc biệt là người quá cố dính vào những bàn tán tiêu cực đang xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian qua. Con gái, em ruột cùng nhiều người thân cần của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng mong muốn cộng đồng mạng đừng dùng những lời khó nghe